Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là bạn channel đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với bạn channel official của mình nhé. Ok. Và ok, thì bữa nay mình sẽ làm cái video tiếp theo như cho anh em như là đã hứa. Thì cũng câu này quen ha, khá là lâu không up clip. Và thì để ăn mừng kênh mình đã đạt được 100 người đăng ký, thì mình sẽ review một hộp. Một hộp này có tên là sữa chua phô mai, là sẽ có các nguyên chất từ phô mai và đường gì đó các kiểu bla 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 ấy. Thì hôm nay mình sẽ review thử cái hũ da ua phô mai này xem là nó sẽ như thế nào nha. Và trước khi anh em qua video này nha, thì đừng quên nhấn cho mình like, share và subscribe, và đừng quên ấn nút đăng ký và lắc cái chuông bên cạnh để thông báo khi mình ra video sắp tới nha. Em có 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và mời anh em xem video nha. Thì bữa nay tôi sẽ làm ấy. Và bữa nay tôi sẽ làm tiếp cho anh em cái món đây là cái món da ua phô mai nha anh em. Chắc tôi bật cái đèn hơi sáng anh em ấy. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Đây một mâm 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 này đây nè. Cũng gọi là khá là ngon, không phải giả lắm anh em. Trong thì nó sẽ có phô mai và đường kiểu là đều. Thì cái này bao gồm là cái gì sữa tươi phô mai và 5% mà đường cát sữa chua 50% gì đó bla bla bla. Cũng gọi là khá là chua chua, tại vì người ta thường nói sữa chua là phải chua rồi đúng không. Nhưng mà kèm vào đó nó sẽ có thêm phô mai ở đây nữa nha anh em ấy. Thì cũng khoảng lâu mà chưa ra video anh em. Thì đến giờ cái mong chờ cái ngày hôm nay để tôi có cơ hội chụp clip cho anh em coi. Đó, thì bữa nay ngày hôm nay có cơ hội để tôi quay video về phô mai sữa chua nha anh em ấy. Và đây thì bây giờ anh em nào thương tôi á thì hãy cố gắng like, share và subscribe nha anh em. Mình chuông bên cạnh mỗi khi thông báo tôi sẽ ra video sắp tới nha. Thì cũng khoảng bữa giờ cũng gọi là bận ra video, cho nên là thường xuyên gọi là ít ra video, lại là do bận học hay là gì. Tại vì năm nay tôi học lớp 11 vậy anh em, bây giờ cũng phải khổ thôi. Thì bởi vậy anh em phải ráng thương tươi, ráng xịt ra cho tí gì nhiều để tí có thêm động lực tí ra video mới đi nha. Bởi vậy thì tôi á sẽ cố gắng nghĩ ý tưởng và ra video thường xuyên cho anh em coi. Không phải là tôi không ra là tại vì tôi bị bí ý tưởng anh em, cho nên là tôi cũng ít khi ra video lắm. Thì bây giờ anh em nào thương tôi á thì hãy comment ở phía bên dưới đó. Tôi muốn làm video, muốn làm thử thách gì đó chẳng hạn như thế ha. Và video này sẽ có hiệu lực trong ngày hôm nay nha anh em. Nếu như anh em nào 100 bạn comment sẽ đầu tiên thì mình sẽ tạo tim cho người đó nha. Ok đấy, và bây giờ không linh ta linh tinh nữa, giờ vô ăn nha. Da ô cũng gọi là mềm mềm bé béo đây anh em ấy, nhìn da ô mà như hũ kem trộn vậy đó. Rồi xong. Thì nó
nếu như anh em qua thì có thể là các đại lý siêu thị hay là cái gì đó thì nó sẽ có cho mọi người thôi nha. Đấy thì cái này tôi sẽ tôi sẽ cố gắng nốt hết chỗ này và để mình có một lần nữa tay mặt kem cái hũ nha. 2 3 ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, và nếu anh em thích video này đừng quên nhớ nhấn cho mình like, share và subscribe, và đừng quên ấn nút đăng ký và lắc cái chuông bên cạnh để mỗi khi mình không ra video mình sẽ ra tới nhau. Ok, bye anh em nha. So bye.